Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài thứ hai về Open Tool. Open Tool ở đây chúng ta chú ý là hôm trước thì qua cái bài 1 tôi đã cài bị lỗi. Bài này tôi đã cài hoàn thiện vì cài lỗi cho nên là cái phần vector của nó đã bị sai. Bây giờ chúng ta sẽ học bài thứ hai. Bài 2 có tựa đề là Frame by Frame, tức là chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng hoạt hình để chúng ta sử dụng trong việc là frame by frame, tức là vẽ từng khung hình một. Chúng ta chú ý nha, chúng ta sẽ từ basic cho đến advanced. Bây giờ chúng ta ghi bài thứ hai là frame by frame. Chúng ta ghi vào cho tôi frame by frame. Ở đây chúng ta chú ý là đây là một cái phần màn hình blank, đó là trống. Đây, chúng ta sẽ thêm một cái vector vào đây, một cái lớp vector. Các bạn chú ý nhá, lớp của chúng ta tính theo chiều từ bên trái qua bên phải, left by right. Thì order to, chúng ta thấy là nó sẽ order phần lớp trên, lớp dưới. Đấy. Thì chúng ta thấy là lớp bên trái left nghĩa là bottom, step up và đến phần top là chúng ta chú ý chúng ta thêm bao nhiêu cái cột thì nó sẽ phát sinh ra cho chúng ta generate column for you, tức là sẽ sinh ra cái cột cho các bạn. Để chúng ta hiểu như thế này, ở đây có hai cái lựa chọn, two options: new vector level and new tool raster level. Thì với vector nó sẽ giống như là trình Corel Raw hay Illustrator, the same Corel and the same Illustrator or Adobe Illustrator. Bạn có thể vẽ được những cái vector, ví dụ như chúng ta drawing the vector very flexible, tức là rất là mềm dẻo. Thế còn ở cái phần bên này, vì vector nó như sau, vector khi các bạn phóng to thì cái đường nét của nó bên rìa bên ngoài của nó sẽ luôn luôn không có cái răng cưa và nó sẽ được nét. Còn cái phần bên này, phần bên đây thì chúng ta thấy là raster là chúng ta dùng giống như hình ảnh, như image hoặc picture, giống như same Photoshop. Thế các bạn chú ý chỗ này, thì ở đây có phần để cho các bạn là ghi chú đấy. Thế thì bình thường những cái cột này nó là các lớp bàn pack, tức là trong kỹ thuật hoạt hình người ta gọi là các pack. Pack ở đây làm gì? Pack để cho chúng ta chuyển động, di chuyển trên các trên một cái camera. Thì cái pack này nó sẽ gắn định vị vào các vùng vị trí chuyển động của các bạn để nó có thể các bạn có thể di chuyển được. Phần thứ nhất thì các bạn nhìn thấy là các bạn có thể dễ dàng chúng ta có thể là sử dụng delete, insert, paste, before, vân vân. Các bạn có thể thêm các khung hình vào trong một cột. Đấy, trong mỗi một cột là một lớp nha, các bạn chú ý cho tôi, mỗi một cột là một lớp. Thế phần color ở đây thì chúng ta nhìn thấy color đây chúng ta có rất nhiều cái điều khiển, ví dụ như là chúng ta có thể là tăng độ sáng này, tăng độ tương phản này, rồi ngưỡng của màu sắc này, vân vân. Đấy, two source, color two source, chúng ta chọn chỗ này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là lựa chọn color như là cho vector khi mà chúng ta vẽ, thì nó có rất nhiều thứ chúng ta đặt bên trong khi chúng ta hoạt động trong cái chương trình này. Thì để sử dụng vector trong chương trình này thì các bạn nhấp vào nút đây, new vector level, chúng ta đặt tên vector là vector A. Các bạn có thể change the name, chúng ta có thể thay đổi là hand, bàn tay chẳng hạn như thế, thì chúng ta nhấp OK. Thì cái cột đầu tiên nó sẽ nhận cái level 001 ở đây. Đấy, các bạn có thể vẽ một cái bàn tay rất là đẹp lên đây. Rồi chúng ta sử dụng Blast Tool ra vẽ.
đây là vector nhé, các bạn có thể ấn cái này, bàn tay các bạn di chuyển. À, bạn có thể ấn cái đấy, các bạn di chuyển. À, chúng ta có thể undo by press Ctrl Z, Ctrl Z. À, các bạn ở đây như thế, chọn chọn cái đấy cho tôi. À, nào bây giờ chúng ta có thể là sử dụng để chúng ta điều chỉnh nó bằng cách các bạn sử dụng công cụ này, các bạn nhấp vào đây các bạn điều chỉnh. Các bạn có thể ấn Shift Space, chúng ta cho to lên. Đấy. Rồi đến frame 2, các bạn bật cho tôi cái nút có tên ở đây là Activate Onion Skin. Activate Onion Skin thì ở cái frame hộp khung hình 2, các bạn có thể vẽ cho bàn tay nắm bảng. Sau đó thì các bạn có thể vẽ từng ngón một. Tất nhiên là tôi vẽ không được khéo lắm, nhưng mà cũng để mà các bạn có thể và khung hình 3, khung hình 3 các bạn vẽ bàn tay nó úp vào. Đây là vector nhé, thì cái phần này chúng ta gọi là phần vector. Mà chúng ta vẽ vào đây. Đấy, đây là cái bàn tay thì chuyển động của nó như vậy. Đó. Ok, xong bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Bàn tay 1, hand 1. Đó, chúng ta chọn cho tôi là step 4. Đến đây thì nó sẽ nở ra, chúng ta expose 4 frame the same set. Thế là các bạn sẽ có một cái hình 4 frame, 4 hình giống nhau. Phần thứ tiếp theo chúng ta kéo vào đây.
Đấy, thì các bạn cho tôi một cái là step for frame đến đây, phần cuối đến đây, chúng ta kéo vào đây. Đấy, các bạn cho step for frame. Vậy thì chúng ta thử xem, chúng ta sẽ tắt cái onion skin. Đấy, chúng ta chọn nút này. Vậy thì bây giờ chúng ta thử nhìn xem bàn tay. Để chúng ta quay chậm, chúng ta có thể mở rộng chỗ này. Với một này, các bạn chọn từ đây đến đây. Các bạn cho tôi lên là step 4. Chỗ này các bạn đến đây, các bạn cũng chọn cho tôi step 4. Tức là nó expand frame ra. Cả ba này, cái này chúng ta có thể cho đây đến 4. Step 4. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy nhá, khi tôi chuyển động này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là cái bàn tay của chúng ta đã cử động và chuyển xòe ra, nắm tay vào. Đấy. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy. Nó như vậy thôi. Tức là đây là frame by frame. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Rồi. Bài này là bài frame by frame với vector nhé. Đấy. Ok, ngon lành cành đào đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy rất là nhanh. Chúng ta vẽ ra. Thế tôi giải thích này. Cái phần onion skin ấy là dùng để các bạn có thể vẽ truy vết lại cái vết cũ. Các bạn nhìn thấy nó màu màu cũ của các bạn. Đấy, các bạn có thể vẽ được vào. Và rất là ngon, đúng không? Rồi, ok, thank you các bạn. Và các bạn chúc các bạn học cái bài này thật tốt. Chúc các bạn học cái bài này thật ngon nhé. Rồi. Rồi sau khi mà làm xong rồi thì các bạn kể lại với tôi. Thì cái phần level này rất quan trọng để cho các bạn có thể làm việc với từng cái động tác một. Rồi chúng ta có thể chọn. Động tác nắm tay lại đúng không? Đấy, đấy là cái bài này rất là ngon. Bàn tay nắm vào. Rồi, thank you các bạn. Thank you for everyone to watching this video to this animation with hand and các bạn sẽ xem, tất nhiên là tiếng Anh thì tôi sẽ nói rất a little cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Chúng ta chú ý nhá, chú ý cái bài này cho tôi. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc.